Trước khi đến chương trình thì chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào và nhiều sự tốt đẹp và may mắn cho các quý vị. Mong là mọi sự việc đều tốt đẹp đến cho cô chú và anh chị em hết. Và bây giờ, chúng ta đi vào bản tin thời sự quốc tế của ngày hôm nay. Phải nói quốc tế thì chúng ta không thể nào không nói về vấn đề Trung Đông cả. Và hiện bây giờ Nguyên nói thật với các quý vị là cả thế giới đang lo lắng về tình trạng của Trung Đông. Vì tại sao người ta lo vấn đề Trung Đông? Không phải là người ta thương yêu gì người Palestine hay là người Do Thái hay là người Lebanon đâu. Cái điều người ta lo là lo đến cái nền kinh tế túi tiền và vấn đề an ninh trật tự của thế giới. Khủng hoảng chiến tranh Ukraine và Nga. Nguyên nói thật, Nguyên là người ít có đi chợ. Vì các bạn biết là nhiều khi là Nguyên đi ăn quán lặt vặt. Trừ khi nào Nguyên thấy là cỡ này Nguyên béo phì. À, mình dùng cái chữ béo phì cho nó dễ thương chứ nó mập. Lên ký, lên cân thì Nguyên phải nấu ở nhà để mình biết đo lường lương thực mình ăn để cho nó cái cho nó giảm cân xuống một chút. Chứ ăn ở ngoài thì ăn như con heo thì làm sao giảm được. Đó là cái điều đó, ít có khi Nguyên đi chợ. Nhưng mà khi Nguyên đi chợ rồi thì Nguyên lại giật mình. Nguyên giật mình với cái giá cả nó đã tăng vọt. Nó đã tăng đến 30-40%. Và sản phẩm nó càng ngày nó càng ít. Sơ thị nó vắng tanh như cái chùa Bà Đanh so với xưa. Làm chúng ta thấy được cái lạm phát và nền kinh tế của đất nước nhiều quốc gia. Hiện bây giờ Nguyên đang ở Pháp, đi chợ với gia đình. Nguyên rất là thất vọng khi cái sơ thị nó lại vắng nhiều. Những cái mặt hàng Nguyên yêu thích nó không còn tồn tại. Nó không còn tồn tại nữa. Bởi vì đất nước khó khăn, lạm phát, giật giá nền kinh tế suy yếu. Cuộc chiến tranh 2 năm vừa qua nó làm ảnh hưởng đến nền kinh tế cả toàn cầu. Nhưng mà các quý vị cũng biết là nếu Trung Đông lại bùng phát, khi lúc đó Trung Đông là cái nơi sản xuất dầu hỏa, buôn bán dầu hỏa, hàng hóa lưu thông gián tiếp đến từ Trung Đông. Nhiều quốc gia là người ta chuyển hàng từ Á Châu đến châu Âu, người ta ghé ngang Trung Đông trước rồi mới đến châu Âu. Những đơn hàng đến từ đường máy bay, đường thủy, tất cả trong tương lai sẽ bế tắc. Và cái điều này hiện bây giờ cái tình trạng tại Trung Đông thì chúng ta biết đã khẩn cấp. Nhiều chuyến máy bay đến khu vực đã hoàn toàn không có chuyến bay nữa. Câu chuyện như thế nào, tình trạng Trung Đông ít hay nhiều thì Nguyên nghĩ các quý vị cũng đã nắm rõ. Ngày hôm nay, Do Thái chính thức đổ bộ vào Liban. Hiện bây giờ công bố là đổ bộ với quy mô quy hoạch nhỏ, có nghĩa là chỉ có cặp biên giới thôi. Nhắm vào những căn cứ của Hezbollah ở gần khu vực biên giới. Cái này chắc là không bất ngờ, vì ngày hôm qua, ngày trước Nguyên cũng đã nói rồi. Vì chúng ta thấy là trước khi Do Thái đổ bộ thì Do Thái đã có sự chuẩn bị. Do Thái đã điều động khí tài quân sự, xe bọc thép, xe tăng, thiết bị. Do Thái đã đánh phủ đầu trước Liban trước đó, trong vòng cả tuần vừa qua đã oanh tạc những cái nơi vũ khí quan trọng của Liban. Cuối cùng Do Thái đã chính thức đổ bộ, công bố đổ bộ chính thức. Hiện bây giờ không biết là tương lai Liban như thế nào. Chắc là các quý vị sẽ hỏi Nguyên một cái câu là giữa Liban và Do Thái thì ai sẽ mạnh hơn ai? Theo những sự điều tra sơ bộ của Nguyên đó, thì về nhân lực, có nghĩa là về con số người đó, thì hai bên tương đương lẫn nhau, con số binh sĩ đó. Nhưng về công nghệ, vũ khí tân tiến, về những cái binh sĩ đặc chủng, những binh sĩ được đào tạo, huấn luyện, thì khác một trời một vực. Giữa công nghệ của Do Thái, vũ khí của Do Thái với vũ khí của Lebanon, của Hezbollah là một trời một vực. Và ưu thế tất nhiên là ưu thế của Do Thái rồi. Nên là hiện bây giờ người ta nói cái bức tranh ở tại Gaza, các quý vị biết là cái bức tranh ở tại Gaza đó, cái thảm họa vừa qua đó, mà do lực lượng Hamas là người bắt đầu ngày 7 tháng 10 đó mà đột kích vào và khủng bố vừa qua nó đã dẫn đến mà cái là lộn xộn đến bây giờ đó. Thì cái bức tranh ở tại Gaza đó, người ta nghĩ là trong không bao lâu nữa Liban sẽ y hệt như vậy. Cái điều này là cái điều mà người ta đang muốn ngăn chặn đó. Nhưng mà chúng ta đều biết với cái đường lối chính trị quyết đoán, Nguyên phải dùng là cái đường lối quyết đoán của ông Netanyahu đó. Ông không có nghe ai hết á, không nghe ai khuyên hết. Khi lúc đó, cách đây không lâu, ngày hôm qua chứ đâu, phía bên Ngũ Giác Đài đã có lời cảnh cáo ổng và cũng gửi thông điệp cho ổng và kêu gọi ổng không nên làm điều đó. Thì ngày hôm qua chính Mỹ
chính Mỹ qua lời phát biểu của ông John Kirby và vài người khác đã có những lời giải thích rằng nếu ông đánh chiến tranh sẽ không đem lại hòa bình cho Do Thái, không đem được cái sự an toàn cho người dân Do Thái quay trở về nhà của mình đâu. Thì ngày hôm nay ông đổ bộ, ông này ông ngộ thiệt. Khi lúc đó Mỹ có lời khuyên sang ông, ngày hôm qua Mỹ khuyên nha, hai ba người phát biểu luôn, ngày hôm qua hai ba người phát biểu chứ không phải là một người. Ngũ Giác Đài phát biểu, rồi John Kirby phát biểu, phát ngôn viên Mỹ phát biểu, gửi cái thông điệp cho Do Thái và kêu gọi Do Thái phải bình tĩnh, tìm ra những biện pháp ngoại giao chứ không phải giải quyết vấn đề quân sự. Thì ngay ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay, ông lại đổ bộ vào. Có nghĩa là Mỹ nói cái gì thì Mỹ nói, ổng làm cái gì thì ổng làm. Nói chung là như vậy. Có nghĩa là chúng ta thấy được là ngày hôm nay, phải chăng là bây giờ cái giá trị của Mỹ đang bị tụt dốc. Khi Mỹ đã có lời khuyên qua mấy người lên nói tiếng trong ngày hôm qua, thì ngày hôm nay Netanyahu đã đổ bộ vào. Thì cái điều mà giữa Do Thái và Liban, nếu một đối với một trên cái cuộc chiến, thì Trung Nguyên khẳng định Do Thái thắng chắc một đối với một trên cuộc chiến. Nhưng người ta vẫn lo lắng một cái quốc gia thứ ba, một cái thế lực mạnh ở khu vực, đó là Iran. Vì cách đây không lâu thì Iran đã công bố nếu Do Thái bước vào cuộc chiến toàn vẹn, đó là bây giờ nè, bây giờ là bước vào cuộc chiến toàn vẹn, thì Iran sẽ sát cánh cùng đồng minh. Vậy có nghĩa là Iran nếu tuân thủ theo cái lời phát biểu của mình, nếu mà tuân thủ theo cái lời phát biểu mình cách đây 5 ngày trước, thì có nghĩa là Iran sẽ tham chiến. Nhưng mà Iran có tham chiến hay không? Đó là một cái câu hỏi. Iran tiến hay lùi? Sống còn với Liban hay là buông bỏ đồng minh? Cái câu bài học đó rất là lớn các vị. Các vị phải nhớ là đừng bao giờ tin tưởng đồng minh. Hãy tin tưởng bản thân của mình, chứ đừng có tin tưởng ông bà nào đó. Ai hứa với mình là ê, nó mà quýnh mày là tao đứng ra tao bảo vệ. Đừng có tin điều đó nhé. Điển hình Hamas là cái ví dụ tốt nhất, chứ không có ai cả. Trước khi Hamas làm cái hành động khủng bố đó, Nguyên tin chắc là hàng loạt quốc gia ở khu vực đã yểm trợ và cam kết với Hamas rằng là Do Thái nó đụng anh, tôi ra liền. Nhưng cuối cùng có bóng dáng ai đâu. Hamas đơn phương độc mã đối với Do Thái. Rồi cuối cùng Do Thái loại trừ hoàn toàn Hamas. Và bây giờ Liban cũng tương tự như vậy. Hiện bây giờ Iran theo nguồn tin cho biết Iran đang họp khẩn và nghe rò rỉ ra bên ngoài là nội các của Iran đã có sự tranh cãi nảy lửa. Một bên thì đồng ý tham chiến, một bên thì không đồng ý. Đang có sự cãi vã lớn. Ngã ngũ như thế nào thì không rõ. Hiện bây giờ không biết là Iran sẽ đưa ra cái quyết định gì. Định mệnh của Iran nó nằm ở trong cái cuộc chơi này. Tội cho Iran lắm. Trong Nguyên nói đó, Iran bị người ta xúi dục, Iran bị người ta ép buộc. Iran rất là e ngại và tránh cái cuộc xung đột. Nhưng các quý vị cũng thấy rõ là tất cả bước đi đều trói Iran vào trong cuộc. Bây giờ nếu mà Iran buông bỏ đồng minh, có nghĩa là không yểm trợ, không gửi binh sĩ, thì ai coi Iran là cái gì nữa? Ai coi Iran là cái gì nữa? Và ai còn tin tưởng Iran trong tương lai? Mà nếu yểm trợ cho đồng minh thì sẵn sàng phải bước vào một cuộc chiến đẫm máu, và nó có thể dẫn đến một cái quốc gia hoàn toàn sẽ bị tiêu hủy. Hiện bây giờ tương lai không biết Iran sẽ như thế nào. Có thể nói là tân tổng thống của Iran sẽ rất là khó khăn để đưa ra một cái quyết định chính xác. Khi lúc đó Iran có đồng minh chứ không phải là không có. Trong đồng minh kinh tế của Iran thì có Trung Quốc và Nga. Quân sự cũng đúng ra là có Nga. Nhưng chúng ta đều biết là Nga không có đủ khả năng yểm trợ cho Iran. Vừa qua thì các quý vị biết là thủ tướng của Nga đến Iran đó. Thì ngày hôm nay Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã công bố cho biết cái chuyến đi vừa qua của Thủ tướng Iran mà Nguyên cập nhật đó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh là viết tắt là ESV đó. Họ mới kêu là cái sự hiện diện của ông Thủ tướng của Nga đó là để đối tác về vấn đề kinh tế và thương mại. Kinh tế và thương mại, chứ không có vũ khí.
Vì chính bản thân của Nga ngày hôm nay còn lo chưa xong trên chiến trường, thì lấy đâu mà có vũ khí để cung cấp cho Iran? Trong Yên nói cái sai lầm lớn nhất của Iran, đó là trong những đầy đầu cuộc chiến đã yểm trợ cho Nga về máy bay không người lái. Những con số máy bay không người lái mà Iran đã bán cho Nga, nếu mà để dành bây giờ đó, để dành bây giờ 2 năm mấy vừa qua mà để dành cho đất nước phòng thủ đó, thì bây giờ có hàng, có vũ khí rồi. Đúng không? Nếu 2 năm mấy vừa qua mà Iran không gửi vũ khí cho Nga, máy bay không người lái HH-136, thì cái số lượng máy bay đó, Iran đã có một cái số lượng vũ khí kiên cố để mà đối kháng. Nhưng mà bởi vì mấy ông muốn giúp đỡ đồng minh, giúp đỡ Nga, bây giờ tới mình ai giúp? Kho vũ khí của mình bán cho người ta hết rồi. Mình bán cho người ta rồi, cái số lượng vũ khí của mình lại ít hơn, giảm bớt đi cái kho quốc phòng của mình. Phải, mình không bán cho người ta thì bây giờ mình có một cái kho vũ khí mà người ta phải e ngại. Vì 2 năm mấy vừa qua Nga sử dụng bao nhiêu ngàn chiếc máy bay không người lái. Mình không biết cái con số nhiều đến mức độ mà mình không thể đếm nổi nữa. Những chiếc máy bay không người lái nó đến từ đâu? Từ đâu sản xuất? Đó. Nó là hiện bây giờ thì Iran đang gặp ở một cái tình trạng lùi không được, tiến không xong. Khó xử quá. Trung Yên khẳng định thêm một lần nữa, Iran không e ngại Do Thái. Cái quốc gia mà Iran e ngại đó là Hoa Kỳ. Vì Iran biết có nhiều thế lực đang me Iran nhiều lắm rồi. Nhiều thế lực me Iran nhiều lắm. Khi lúc đó thì Trung Yên nói có một cái thế lực nào đó ở tại Trung Đông, họ muốn Mỹ bước vào cuộc chiến. Trong cái giai đoạn mà Mỹ sắp sửa bầu cử, nếu bước vào cuộc chiến thì nó rất là phức tạp. Nó sẽ ảnh hưởng rất là trực tiếp đến bầu cử Hoa Kỳ. Nhưng mà có một cái thế lực nào đó nó muốn Mỹ bước vào cuộc chiến. Điển hình ngày hôm qua, thì họ đã tấn công vào căn cứ quân đội của Mỹ ở tại Syria. Mỹ đã đáp trả lại một cách mãnh liệt. Lần đầu tiên Mỹ bị tấn công vào căn cứ quân sự mà Mỹ oanh tạc tấn công liền. Ngày hôm nay thì tấn công vào căn cứ ở tại Iraq. Các quý vị thấy rõ là tình trạng Trung Đông nó đã đủ phức tạp rồi đúng không? Nó đã đủ nhức đầu nhức óc rồi đúng không? Mà họ muốn ép Mỹ vào cuộc. Đúng ra cái giai đoạn này lực lượng của Mỹ đã có 4 hàng không mẫu hạm, 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân, tất cả những cái căn cứ quân sự, lực lượng gần cả 100.000 binh sĩ ở khu vực Trung Đông. Đúng ra giai đoạn này Mỹ rất là mạnh, nó không đụng Mỹ mới đúng. Đừng khiêu khích Mỹ bây giờ mới đúng. Nhưng ngược lại không. Ai đó bắn khô két vô tiếp tục. Bây giờ lực lượng của Mỹ cực kỳ là đông ở tại Trung Đông, nhưng người ta lại không sợ mà lại còn khiêu khích Mỹ nữa. Nguyên nói nhiều khi các cô chú và anh chị em, diều hâu đó là tốt, nhưng mà diều hâu nó phải có cái đầu. Những cái lập trường chính trị diều hâu nó không phải là xấu. Trong đất nước nào cũng phải có vài người như vậy để cái thúc đẩy cái lòng yêu nước và cái sự lớn mạnh của đất nước. Nhưng nó phải có kèm thêm cái não. Mà nhiều hâu mà không có cái não là nguy hiểm lắm. Nó phải có một cái não trí tệ để áp dụng biện pháp diều hâu. Chứ mà cái diều hâu mà cứ liều mạng mà không cần biết hậu quả, không cần biết tương lai nó như thế nào, nó mệt lắm. Bây giờ khiêu khích Mỹ ở khu vực Trung Đông thì những cái thế lực đó có lấy cái cớ gì mà yểm trợ cho Liban được? Vì nếu mà họ khiêu khích Mỹ, họ sẽ bị Mỹ phải trả đũa và tấn công. Thì họ sẽ hao mòn khí tài quân sự. Và họ sẽ gặp khó khăn vấn đề yểm trợ cho Liban. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 ngày Mỹ đã bị tấn công. Trước đó thì Mỹ đã bị tấn công do cái tổ chức Houthis. Mà các vị biết rồi đó, Houthis trong vòng 24 tiếng đồng hồ tê liệt hết. Do Thái quanh tạc chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Hạ tầng của Yemen hoàn toàn bị tê liệt cả. Mình không biết là chính trị Mỹ trong tương lai sẽ như thế nào, vì nó ảnh hưởng quá nhiều. Cái bầu cử của Mỹ nó ảnh hưởng quá nhiều. Và hiện bây giờ nó quá nhiều thế lực muốn giật dây. Đối với Nguyên là người ta muốn ép Mỹ vào cuộc chiến. Ép Mỹ vào cuộc chiến. Và Mỹ cũng đúng ra là không có cớ nào vào cuộc chiến hết, trừ khi bị người ta tấn công. Mỹ không thể nào vào cuộc chiến Do Thái. Mỹ có thể yểm trợ Do Thái, có nghĩa là yểm trợ về dòng ngoài. Có nghĩa là nếu người ta tấn công trên lãnh thổ của Do Thái, Mỹ sẽ dùng hệ thống phòng không của mình ngăn chặn bằng những máy bay tiêm kích của mình yểm trợ.
Mỹ có thể giúp đỡ Do Thái vấn đề tình báo, nhưng Mỹ cũng không có gửi binh sĩ để chiến tranh. Mỹ sẽ đứng về cái vòng ngoại ô để đừng để cho Do Thái thiệt hại quá nặng nề. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà có cái thế lực nào đó họ muốn ép Mỹ bắt buộc phải tham chiến bằng cách là khiêu khích và tấn công Mỹ. Nếu Mỹ bị tấn công, tất nhiên Mỹ sẽ đáp trả. Và tấn công hai lần trong hai ngày ở khu vực đối với Nguyên là một cái điều vô cùng ngu xuẩn. Người ta đánh thì lựa cái ông nào yếu yếu nha. Ông nào yếu yếu, thấy thằng nào nó ốm ốm con, lửa cái thằng bự con, đô con, đồ đánh với nó là cái gì trời. Bây giờ Nguyên mà đánh lộn đi, thấy cái thằng nào yếu yếu, thằng này nó không có biết đánh võ nè, nó yếu nè, nó yếu hơn mình, nó nhỏ con hơn mình nè, quất nó được. Má gặp cái thằng nó cao 2 mét, nó là dân đánh đốc chuyên nghiệp, nó quất một đấm một thôi. Nên nó quất một đấm một thôi, cha mẹ vẫn không ra rồi. Cô chú và anh em, cha mẹ vẫn không ra rồi. Phải biết người, biết ta, trăm trận mới trăm thắng. Anh hùng là cái điều tốt, nhưng anh hùng phải biết được cái hậu quả và cái kết quả. Chỉ có biết anh hùng nhất thời mà cái hậu quả nó lâu dài thì chưa chắc là điều tốt. Nên tại sao Nguyên nói là diều hâu không có gì xấu hết, nhưng diều hâu phải kèm theo cái não. Anh muốn diều hâu, anh nói cái gì cũng được hết, nhưng phải kèm theo cái não mới được. Đây là bản tin tình trạng của Trung Đông cực kỳ là nguy kịch. Nó sẽ diễn biến ra như thế nào, xấu hay tốt là do sự quyết định của Iran. Tình trạng có thể giải quyết thời gian ngắn nếu không có sự can thiệp đến từ những cái thế lực khác. Còn nếu không thì tình trạng sẽ vô cùng phức tạp, nó sẽ dẫn đến nhiều sự bế tắc mà không thể nào giải quyết được. Cầu mong mọi sự việc tốt đẹp, khó khăn quá. Tình trạng Trung Đông Nguyên thấy bây giờ nó bế tắc. Nguyên thấy Trung Đông nó bế tắc rồi, tự nhiên Nguyên cảm giác là cái túi tiền của Nguyên nó cũng sẽ bế tắc. Mà Trung Nguyên mạn phép đóng sổ bản Trung Đông, chúng ta chuyển sang qua bản tin của Mỹ một chút xíu trong cái bầu cử của Mỹ. Ngày hôm nay thì tờ báo New York Times, tờ báo của đảng cánh tả, họ đưa ra cái bình luận của họ về hai vị tổng thống. Và họ kết luận là họ ủng hộ bà Harry. Chuyện nó quá ngạc nhiên đúng không? Bất ngờ không các vị? Bất ngờ không các vị? New York, tờ báo New York bình luận về hai vị ứng cử viên, bác Trump nhà ta và bà phó tổng thống Harry, rồi nó kết luận là nó ủng hộ bà Harry. Có bất ngờ không các quý vị? Họ đánh giá tại sao họ nói? Họ nói là nói bác Trump là đạo đức giả. Họ nói bác Trump đạo đức giả. Cách đây không lâu ở tại những buổi meeting còn chỉ trích rồi tổng thống Zelensky, nhưng mà khi nói chuyện với tổng thống Zelensky thì đứng ra cam kết là giải quyết ổn thỏa về vấn đề Ukraine và Nga. Và họ đánh giá là bác Trump là người không trung thật, là người nói láo, nên họ không ủng hộ. Đây là tờ báo New York Times. Nói chung là từ đó tới giờ ở New York nó không khoái bác Trump cho lắm, đặc biệt là báo New York Times nó không khoái nữa. Cái tờ báo New York Times nó khổ là nó rất là nổi tiếng. Cái tờ báo nó được rất là nhiều giải. Nó là trong cái tờ báo cụ. Nó là có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn trên thế giới. Tờ báo New York Times mạnh lắm, mạnh lắm các quý vị. Nhưng nó nghiêng về cánh tả, nó nghiêng về cánh tả, và nó không ưa gì bác Trump. Nên là nó giải thích cho đã, và nó diễn cái lý do này lý do kia, nhưng thực tế thì nó nghiêng về cánh tả, nó không có đứng trung thực. Nên nó bài cái phân tích nó khá dài, mà mục đích chính là tại bởi vì chọn bà Harry, lý do tôi chọn bà Harry chứ không phải là tôi nghiêng về cánh tả. Tôi chọn bà Harry bởi vì tôi phân tích đó, giả bộ như vậy thôi, chứ thực tế thì nghe nó châm một cái là nó chống đối liền. Rồi tình trạng như thế nào thì bác Trump, bác có lên án ngày hôm nay, đó là cái sự việc cái bão ở tại Florida, bão Helene vừa qua đã dẫn đến nhiều người đã thiệt mạng ở Hoa Kỳ. Thì các người biết là bão Mỹ lớn lắm, bão Mỹ lớn lắm. Giống như cô của Nguyên ở tại Oklahoma đó, là cái cô của Nguyên ở đó, cô ruột của Nguyên ở đó đó, gió sấy đồ dữ lắm. Bão Mỹ thì các vị biết mà. Thì đã nhiều người thiệt mạng, thì bác Trump đã lên án là cái sự chậm trễ, cái sự việc mà ứng phó nó không có kịp lúc, và cái sự yểm trợ nó không đầy đủ cho những cái sự thiệt hại cho người dân ở khu vực. Thì đây là bác Trump có lên án cái vấn đề này. Bác Trump thông cảm đi chứ. Bác Trump thông cảm đi. Bác Trump lên án bác Joe rồi, bây giờ Nguyên thấy cũng thông cảm cho bác Joe đi. Bây giờ bác Joe, tôi không còn là ứng cử viên tương lai nữa.
tôi chỉ còn vài tháng nữa là tôi nghỉ rồi, về hưu rồi. Làm chi cho nó mệt, già rồi, hết sức rồi. Mấy tháng vừa qua là tôi còn là ứng cử viên, tôi đáng gồng, tôi gồng, tôi ăn xăm đồ dữ lắm để tôi rồng gánh. Bây giờ tôi hết rồi, hết rồi, vài tháng nữa là tôi nghỉ rồi, làm chi cho nó nhiều, nghỉ mệt đi chứ, trời ơi. Đó, bây giờ tôi không làm nhiều, tôi cứ làm tàn tàn hết nhiệm kỳ cái tôi nghỉ. Đó, người kế tiếp tự lo đi, người kế tiếp tự lo cái hậu quả. Đó là bắt châm chỉ trích chánh quyền Joe Biden, đặc biệt là tổng thống Joe, trong cái giai đoạn mà kêu là ứng phó cái cơn bão ở tại Hoa Kỳ thiếu sót, nhiều và thiếu sót. Nói chung thì cô chú anh chị em cũng biết đó, thì hai bên đảng phái đều có sự đả kích với nhau trong cái giai đoạn mà cận kề đến cái cuộc bầu cử. Thì ở Mỹ cái nguyên tắc là cái điều đó, nguyên tắc là họ đả kích lẫn nhau, họ tìm cái sơ hở người khác, từng lời nói, từng cử chỉ và từng hành động, họ đâm, họ thọt lẫn nhau. Mình là cử tri, mình mới thấy tất cả cái phía cạnh xấu và phía cạnh tốt của một nhà lãnh tụ. Mình mới nhìn rõ được cái bộ mặt thật, và mình thích ai là chuyện của mình, mình thích ai là chuyện của mình. Đó, nó có sự đấu đá lẫn nhau như vậy đó, nó có kịch liệt như thế đó, nó mới tạo ra một cái sự hấp dẫn và sự thật nó được được phơi bày. Thì các vị biết nhiều lắm. Các vị biết là vừa qua là tại New York thì cựu tổng thống Trump đã bị tấn công đó, vì vấn đề thuế má. Thì cái ông thị trưởng New York mới vừa bị bắt đây nè. Thị trưởng New York bị FBI đột nhập vào nhà và cho ông ta là có liên quan đến vấn đề thuế má. Cũng là cái ông này tấn công bắt Trump te tua ở New York. Cái người mà lên án bắt Trump là trốn thuế, lên án bắt Trump cái này, cái kia, cái kia, cái nọ, trời ơi, đạo đức nói dữ lắm. Ông nói thao thao bất tuyệt về bắt Trump hết. Lên án rồi cuối cùng điều tra ra, ông mới là Trump tham nhũng. Nên là nói cho các vị thấy là bầu cử của Mỹ nó có sự đấu đá qua đấu đá lại. Và đối với Nguyên, nó không có gì xấu cả. Đó là cái điều tốt cho cử tri chúng ta nhìn thấy rõ. Mà chúng ta như vậy, chúng ta mới nhìn thấy rõ người nào tốt, người nào xấu, người nào làm được việc, người nào không làm được việc. Và nó được phơi bày ra hết những yếu kém, những ưu điểm và những khuyết điểm. Bầu cử Mỹ sắp tới, các quý vị nào mà yêu mến ai đó, Nguyên không dám, Nguyên nói là đợt này Nguyên không có điều lên, Nguyên không dám kêu gọi người khác bỏ phiếu cho người này hay người kia. Vì Nguyên không phải là cử tri, Nguyên chỉ là người phân tích. Và các quý vị thích ai thì bỏ phiếu cho người đó, nó đơn giản là như vậy. Các quý vị thích nụ cười yêu mến, nhan sắc tuyệt vời của bà phó tổng thống, hay thích cái mùi của bà thì cứ bỏ phiếu cho bà. Các quý vị thích bắt Trump quay trở lại với cái đường lối cứng rắn thì các quý vị cứ bỏ phiếu cho bắt Trump, nhưng nhớ đi bỏ phiếu là được, nhớ đi bỏ phiếu là được. Và cái lời khuyên cuối cùng là nhớ chụp hình lại khi mình bỏ phiếu. Nhớ cái điều đó, bởi vì có nhiều lần sai phạm, bỏ phiếu cho ông A mà kết quả là ông B. Đó, nhiều khi bỏ phiếu cho ông B là kết quả là ông A. Nên là chụp hình lại, lấy cái đó làm một cái bằng chứng để khiếu nại nếu cái kết quả nó không giống những gì mình đã bỏ qua. Nhưng đừng có lộn nghe, đừng có lộn nghe. Đó là chụp hình lưu lại để cho mình chứng thật. Nếu mà nó có sự sai phạm thì mình có thể khiếu nại lên trong cái ủy ban bầu cử. Tôi bỏ phiếu cho ông A, tại sao bây giờ tên của tôi cho là bỏ phiếu cho ông B? Đây, bằng chứng của tôi có đây. Bản tin nhỏ của Hoa Kỳ thôi, là bởi vì Hoa Kỳ thì đấu đá lẫn nhau là nhiều, những cái tin lặt vặt thì nhiều. Liên bữa nay thì có liên quan đến vấn đề mà kêu là gian lận bầu cử nữa. Đợt trước ta đang điều tra mà mạn phép, không quan trọng. Vì quan trọng là tương lai bầu cử, cái quá khứ rồi Nguyên không cần thiết phải nhắc lại. Nên đó là những cái bản tin mà Nguyên thấy cần thiết và chia sẻ. Và bây giờ chúng ta đi đến bản tin lạ của Việt Nam chúng ta. Ngày hôm nay thì 10 ngư dân đánh cá Việt Nam chúng ta sống trong một cái sự sợ hãi. 10 ngư dân đánh cá chúng ta đã đi đến cái vùng biển thuộc về chủ quyền của Việt Nam, Trường Sa và Hoàng Sa, đang đánh cá. Một chiếc tàu lạ áp sát
tàu đã ngư dân đánh cá Việt Nam có 10 người, ngay lập tức tăng tốc bỏ chạy. Lại thêm một chiếc tàu khác lạ ngăn chặn, ngay lập tức họ bỏ qua thuyền nhỏ, vì những tàu lạ nó thuyền nó to lắm, thuyền nó to lắm. Đột nhập trên tàu Việt Nam mình với khoảng tầm 30-40 người, cầm những cây gậy sắt, đánh túi bụi người Việt Nam hết, đánh cá đánh túi bụi hết. Khi đánh xong rồi, họ đem lên cái đầu xuồng tàu, họ chùm lại, họ để đó. Rồi họ lục hết. Sau khi đánh đập xong, nhiều người đã có thể nói là ngã xỉu, bị thương nặng nề. Sau khi đánh lội xong, họ lục xét một thời gian xong. Trong cái lục xét của họ là họ lấy tịch thu hết tất cả mấy tấn cá. Họ cắt đi lưới, họ lấy luôn những cái bộ máy quan trọng. Và họ kêu gọi tàu Việt Nam chạy về bờ đất nước Việt. Họ để lại cái máy định vị để cho Việt Nam chạy về bờ. Khi tàu đánh cá Việt Nam đã cập bờ thì hiện bây giờ theo nguồn tin là đang nhập viện. Và một số người còn khỏe thì lấy lời khai. Hai chiếc tàu lạ là tàu nào các quý vị? Việt Nam mình có nhiều tàu lạ quá. Tàu lạ là tàu nào? Mà khi lúc đó thì ngư dân đánh cá đã công bố cho biết mật mã của chiếc tàu luôn. Mật mã chiếc tàu luôn, có nghĩa là tàu nó có mã số. Nó có mã số luôn. Nhưng mà báo chí Việt Nam mình vẫn là tàu lạ là sao? Tại sao không nói được cái tàu cộng? Hay là tàu Trung Quốc mà phải bỏ qua cái chữ lạ? Tại sao người ta hà hiếp dân của mình? Người ta làm một cách trắng trợn như vậy. Mình không dám nói lên một sự thật cho trời. Mà nó nhục như con cá nục. Tàu lạ là tàu kiểu gì? Báo nào cũng tàu lạ hết. Nó lạ chỗ nào? Nó lạ sao trời? Tàu nó lạ sao? Nó lạ chỗ nào? Chỉ Nguyên coi. Nếu mà mình không biết chiếc tàu đó là ai, chiếc tàu đó như thế nào, trời ơi, danh tánh nó đầy đủ hết mà. Người ta nêu lên mật mã con số tàu, người ta rõ ràng hết mà. Vậy tại sao mình không dám? Trong em nói thật với các quý vị nha, đối với người dân đánh cá, Nguyên thấy còn họ anh hùng hơn là mấy ông hải quân, lực lượng quân đội của Việt Nam. Nguyên thấy người đánh cá bây giờ đó là những cái người mà đi mưu sinh đó, họ đang là những người bảo vệ chủ quyền của đất nước đó. Bởi vì họ còn dám khẳng định ở đó là chủ quyền của họ, họ dám đi đánh cá chỗ đó. Nguyên cảm giác họ mới là người đang bảo vệ chủ quyền Trường Sa mà Hoàng Sa đó. Họ biết là ở đó là chủ quyền của tôi đánh cá chỗ đó. Còn mấy ông chánh phủ, bây giờ dân mình bị như vậy. Rồi các bạn biết địa phương tội nghiệp quá, cho 14 triệu. Họ mất gần cả tỷ, cho họ 14 triệu. Tiền thuốc men. Nhiều khi Nguyên cũng không có hiểu được. Nhiều khi Nguyên nói là cái chánh, nhiều khi Nguyên thấy mấy ông bà Việt Nam, Nguyên cũng bó tay thì. Nguyên thực tế là Nguyên bó tay. Nguyên bó tay mấy ông Red Bull này. Đó, các vị có thấy Red Bull nào nói cái vấn đề này không? Làm gì có nói. Red Bull nào lên tiếng không? Có kéo là lãnh sự quán của Trung Quốc đi biểu tình không? Trên báo chí có nói là Trung Quốc lên án Trung Quốc không? Cái đó thì không các quý vị. Đối đầu với người Việt, chứ người Việt thì giỏi lắm. Gặp mà người Việt ba que là mày chết với tao. Chơi khô máu mày luôn. Mày về là nhốt mày gục xương luôn. Mà đấu với anh em thì giỏi lắm. Đấu với anh em thì trời ơi tuyệt vời luôn. Chơi hết mình luôn. Chơi hết mình và chơi hết tình luôn. Chơi xa láng sáng về sớm luôn. Đấu với nhân dân và đấu với anh em thì giỏi lắm. Nhưng mà gặp tàu lạ ăn cái là im như hến. Im như hến luôn. Im như hến. Không nói một câu nào luôn. Sao kỳ vậy? Viết cái chữ Trung Quốc rồi nó chết chăng? Rồi mình viết cái chữ Trung Quốc là Trung Quốc nó quýnh mình. Kêu là tàu từng viên của Trung Quốc, tàu từng tra của Trung Quốc. Ủa vậy nó chết mình chăng? Có bao nhiêu đó thôi cũng làm không được. Chỉ có một cái tiếng nói thôi cũng không dám lên. Nên tại sao Nguyên nói
đối với nguyên những anh chị em mà làm ngư dân đánh cá đó, họ mới là những người anh hùng. Họ là những người vẫn khẳng định ở nơi đó là cái chủ quyền của đất nước Việt. Họ biết là họ đánh cá nơi đó họ sẽ bị nguy hiểm. Họ biết chứ, đâu phải họ không biết. Vì cái chuyện này nó thường xuyên xảy ra mà. Chứ đâu phải không có, đâu phải là một lần đâu. Nó đâu phải là cái gì mà lạ đâu. Đối với họ là cái chuyện, nhưng họ gắng là can đảm. Họ vẫn can đảm. Vì sinh tồn là một, nhưng mà họ vẫn can đảm. Vì có sự hiện diện của họ nên mới nói là ở nơi đó nó vẫn còn là chủ quyền của chúng ta. Nhưng khi lúc đó cô chú và anh chị, thì mấy ông chánh phủ Việt Nam đó, thì cái gì cũng cho là, đặc biệt là nói đây cho vui nhé, mấy ông mà Red Bull, anh chị em Red Bull đó, lúc nào cũng kêu là be que, tụi ba que phản quốc, bán nước. Chắc là có nghe câu này thường xuyên không? Chắc là các quý vị có nghe đó. Mấy các anh chị em nào mà thường xuyên mà ở bên Việt Nam là nghe tuyên truyền là tụi nước ngoài là tụi bán nước, thì người ta mới hỏi bán ở đâu, địa danh chỗ nào bán, giải chỗ cho tôi có coi, họ bán chỗ gì, thì đâu có nói ra được, thì có đâu quá. Nhưng mà trong cái bối cảnh ngày hôm nay, Nguyên không muốn nhắc đi nhắc lại về vấn đề của quá khứ để làm cái gì, vì nó đã qua rồi. Cái điều Nguyên muốn nói ở đây á, là chúng ta đang ở trong cái tình trạng đất nước chúng ta đang bị sự đe dọa của một cái thế lực lớn mạnh hơn mình. Đặc biệt là cái thế lực đang hoành trướng và nó đang xâm phạm chủ quyền của mình. Chúng ta không đánh lại Trung Quốc vì Trung Quốc mạnh hơn. Vì mạnh hơn mỗi mặt. Khí tài quân sự họ mạnh hơn mình. Kinh tế họ mạnh hơn mình. Mặt nào nó cũng mạnh hơn mình hết. Chúng ta không đối đầu với họ bằng vũ lực. Vì mình không đánh bằng lợi, mình đã đối đầu bằng vũ lực. Nhưng mà chúng ta có thể nói cho dân chúng ta biết. Chúng ta có thể nói chúng ta biết. Chúng ta có cái mối đe dọa ở đó. Cái người đe dọa chúng ta, nó chính là Trung Quốc. Cả cái câu nói mà chúng ta cũng không dám nói, thì có cái gì đâu nữa mà chúng ta bảo vệ được chủ quyền. Nên tại sao Nguyên nói cho cô chú anh chị em thấy rằng là cái bản tin này nó không có cái gì mới lạ hết cho với cộng đồng người Việt Nam chúng ta, nó người Tàu bà lạ. Một năm vừa qua thì cái vấn đề nó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu trăm lần, chứ không phải là một lần. Nguyên không có xúi dạy ai lấy trứng chọi đá cả. Chim xe xẻ và đấu với đại bàng cả. Cái điều đó là điều đó với Nguyên tối kỵ. Chúng ta có lòng yêu nước nhưng cũng phải có cái bộ não thông minh để liều lách đất nước. Chúng ta biết kẻ địch mạnh thì chúng ta phải dùng những biện pháp khác. Chứ không phải là cái vấn đề ngậm đắng nuốt cay mà hoàn toàn không có một sự phản kháng. Cái đó là khác. Cái điều là chúng ta phản kháng bằng cách nào cho nó ổn thỏa. Chứ không phải là nằm im ở đó mà chờ chết. Nó là khác biệt. Nên là cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy nó đáng tiếc. Khi lúc đó chúng ta báo chí tới bây giờ, đã bao nhiêu năm vừa qua rồi, thì chiếc tàu, cái tên tàu lạ nó vẫn tiếp diễn ở trên báo chí của Việt Nam, mà không có nói dám lên chiếc tàu của Trung Quốc. Đó là cái điều mà Nguyên vừa đang nói. Và bây giờ tiếp tục bản tin khác, một bản tin vui nho nhỏ về ở tại Việt Nam cho cô chú và anh chị em, các bạn để theo dõi chương trình. Đó là tập đoàn Meta. Meta thì các quý vị đó, đó là ông chủ Facebook. Mà người Việt Nam mình 90 mấy triệu dân thì hình như ai cũng chơi Facebook hết. Hình như mà Việt Nam bây giờ mà không có Facebook một cái là giống như thế giới nó sụp đổ. Đó là Việt Nam mình cái gì chứ Facebook là lúc nào. Rồi Việt Nam mình là sáng Facebook, chiều Facebook, trưa Facebook, tối Facebook, cái gì cũng có Facebook hết. Nói chung chung là tập đoàn Meta sẽ đầu tư tại Việt Nam mở rộng quy mô lớn và sẽ có khoảng có thêm 1.000 công ăn việc làm, đặc biệt là sẽ có đầu tư về những chế tạo về AI, có nghĩa là trí tạo thông minh nhân tạo. Thì đây cũng là một cái bước ngoặt đầu tư mà chúng ta thấy được là Mỹ bắt đầu có một cái dấu hiệu rút khỏi cả Trung Quốc dần. Mỹ rút khỏi cả Trung Quốc dần và Mỹ muốn đầu tư tại Việt Nam càng ngày càng nhiều. Thì các quý vị biết là Google, tập đoàn Google cũng chuẩn bị xây một cái nơi server, cái nơi dữ liệu ở tại Việt Nam chúng ta. Và nhiều cái vấn đề của quốc gia khác trên thế giới, có nghĩa là công ăn việc làm của Việt Nam đang có sự phát triển, đặc biệt đến từ tập đoàn công ty của Mỹ đầu tư tại Mỹ. Ngộ ha, mấy bác Red Bull Mỹ là thù địch, nhưng mà thấy cỡ này Mỹ đầu tư khá nhiều đó. Mỹ nuôi Red Bull hơi bị nhiều đó. Đó,
Nên là đây cũng là một bản tin khá vui cho Việt Nam chúng ta. Và bây giờ, một bản tin liên quan đến cô Hằng. Lại thêm một lần nữa, ai fan cứng của cô Hằng cho em xin số 1 đi nào. Ai fan cứng của cô Hằng cho em xin số 1 đi nào. Lại bản tin của cô Hằng, đúng ra là Nguyên không định nói về cô Hằng nữa. Thì bởi vì đúng ra thì cô Hằng cô đã không live stream nữa rồi thì không còn cái gì để mà nói. Nhưng mà bởi vì có một bản tin mà Nguyên cần phải dành lưu ý cho tất cả cô chú anh chị em nào yêu mến cô Hằng để mà thận trọng. Nói về cô Hằng thì cũng tội nghiệp cho cổ. Mới vừa ra khỏi tù không lâu thì các vị biết ở tại Đại Nam vừa qua khi cổ mở cửa miễn phí và cổ có một cái buổi ra mắt nói chuyện. Và cũng là cổ nói là cái lần cuối cùng cổ live stream, cổ giả từ và kiểu cổ nói là đóng sổ cái vấn đề cái tranh luận về vấn đề giữa người này với người kia và cổ dành thời gian cho gia đình của mình. Đây là cái lời giải thích của cổ. Trong cái bài nói chuyện của cổ ngày hôm đó nó có rất là nhiều. Vì cái ngày live stream của cổ đó là cái ngày đầu tiên ra khỏi tù và cũng là ngày cuối cùng cổ không live stream nữa. Theo cổ nói thôi nha, mình không biết. Nhưng mà nó làm không được hài lòng cho chính phủ Việt Nam, đặc biệt là báo chí Việt Nam. Nó không hài lòng. Wow, ngày hôm nay báo Việt Nam nó đá cổ liền. Nó nói cổ á, là ở trong tù một thời gian 3 năm rồi, không biết hối hận, không biết lỗi của mình. Không biết hối hận, không biết lỗi của mình. Đó, nhà nước chính phủ đã ân xá cho cổ được ra tù sớm hơn một chút mà cổ còn không biết. Cổ về, cổ lại có những lại phát biểu linh tinh. Nó làm sai lệch cái đường lối và sự hiểu lầm, dẫn dắt dư luận hiểu lầm về đảng và nhà nước. Adu, ghê chứ. Có nghĩa là bây giờ cái buổi live stream của cổ, bây giờ hai cái bài nhạc của cổ sáng tác, hai bài nhạc mà cổ ở trong tù, cổ buồn bã, cổ cô đơn. Vì ở ngoài thì ngày xưa cổ được nào người ta bu quanh, cổ cô đơn. Cổ mới là xuất khẩu thành thơ, đó, xuất thơ thành nhạc. Và cổ đã viết hai bài hát. Bây giờ hai bài hát của cổ là cấm được công giáo bên ngoài. Nguyên nó thực tế, Nguyên cũng không có nghe, Nguyên nghe thoáng thì cổ hát nó thực tế thì cái Nguyên thì không có fan cổ lắm, nên là Nguyên không có nghe. Hai cái bài hát của cổ nó có cái lời nào đó, nó làm cho đảng và nhà nước nó phải nhảy đông đỏng chăng? Chết cô Hằng ơi cô Hằng. Cái miệng nó hại thân cô Hằng. Ngày xưa cái tội danh của cô Hằng là chỉ cái tội danh nhiều chuyện đã kích lẫn nhau. Bây giờ nó chuyển sang, nó chụp mũ cô Hằng là cái tội phản động. Đang dẫn dũ dư luận để hiểu sai và đường lối của chính phủ là chết cô Hằng rồi. Tình trạng nguy kịch. Báo cáo. Em Nguyên. Xin trân trọng báo cáo cho cô chú anh chị em fan cứng của cô Hằng. Tình trạng của cô Hằng đang bị tấn công. Cẩn thận. Em báo cáo. Nhưng mà nói đi nói lại thì có một cái câu chuyện của cô Hằng mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Là cô Hằng nói là trước khi cô bị bắt đó là cô biết trước. Cô nằm mơ. Mà cổ linh lắm, cô Hằng cổ linh ghê luôn. Cổ nói là trước khi mà cổ vô trong trỏng đó là cổ đã biết trước rồi. Có người báo mộng cho cổ. Cổ nằm mơ, cổ báo mộng. Đó. Đó. Mà nói là trong đất nước Việt Nam bây giờ đó. Đó. Có kẻ thế lực bên ngoài nó xâm nhập. Nó xâm nhập. Nước Việt Nam bây giờ nè, có thế lực bên ngoài nó xâm nhập. Nó xâm nhập trong đất nước Việt Nam mình rồi. Nguyên không biết là cổ nằm mơ của cổ là thế lực nào nó xâm nhập. Thì Nguyên cũng không biết là thế lực nào nữa. Đó. Không biết là trong cái bài phát biểu của cổ, trong những cái câu chuyện của cổ, trong giấc mơ của cổ mà không biết đảng và nhà nước có hài lòng hay không. Vì đảng và nhà nước thì không bao giờ chấp nhận là có cái thế lực nào xâm nhập đâu. Làm gì có. Đó là Nguyên cũng không có biết là có phải chăng là những câu chuyện trong giấc mơ của cổ thì đã làm cho đảng và nhà nước đang có một phần nào đó nhột chăng. Nguyên không biết các cô chú và anh chị ạ. Nhưng đó là bản tin của cô Hằng khá là lý thú. Nó cũng nói ra thì thôi, để cho cổ yên thân nha. Thì Nguyên cũng mong là mấy anh báo chí rồi có ghét cô Hằng gì đó, thôi người ta cũng đã trả giá những cái gì mà các anh đã bắt rồi, đúng không? Bây giờ người ta về, người ta cũng muốn ổn định với gia đình. Và người ta cũng nói là live stream cuối cùng đó, người ta không có live stream nữa. Các anh muốn coi cũng không có được đâu. Các anh ghiền coi cũng không có nữa. Các anh thấy đẹp, các anh muốn đía đía coi cũng không có nữa.
canh muốn cười giống như Nguyên cũng không có. Nguyên buồn lắm đó, Nguyên buồn lắm đó. Là bởi vì đối với Nguyên á, cái xã hội Việt Nam á, nó phần lớn á, nó buồn là nhiều, nó vui thì ít. Lâu lâu á mới có một cái ai đó có tầm ảnh hưởng, cái xã hội nó làm cho nhiều người chú ý. Và cô Hằng là trong những người đã tạo ra được, Nguyên nói là tạo ra được một cái tiếng vang khá lớn đến người dân Việt Nam. Nhưng mà bây giờ là cổ đã bị chánh quyền có sự đe dọa rồi, nên là cổ không nói nữa, thì cái niềm vui của xã hội Việt Nam chúng ta nó mất đi nhiều. Đây là bản tin của ngày hôm nay Nguyên chia sẻ cùng các quý vị. Tất nhiên là có nhiều bản tin khác lặt vặt mà chúng Nguyên mạn phép ngừng ở đây là đủ rồi. Chương trình chúng ta nó vừa đủ là đủ, không nên quá nhiều thì có nhiều bác cũng không thích. Chiêu gọc chánh phủ quá nhiều thì mấy bác Red Bull cũng không hài lòng đó. Nhưng mà thôi, không thể nào Nguyên làm hài lòng mọi người được. Nguyên chỉ làm sao cho nó cái phạm vi làm hài lòng Nguyên là được rồi. Làm hài lòng người ta khó quá. Người như thế này, người như thế kia, người thích như thế này, người thích kia. Thôi để cho Nguyên làm hài lòng Nguyên cho nó dễ hơn. Dù sao Nguyên làm hài lòng có một người một bạn, đúng không? Mà người ta nói mà không yêu mình đó, thì mình yêu ai? Nó là bắt buộc yêu mình thôi. Nên thôi làm hài lòng Nguyên cho nó dễ hơn. Các quý vị thông cảm cái điều đó. Chúng Nguyên ngừng chương trình. Ngày mai chúng ta gặp lại với nhiều bản tin khác và sôi động khác. Cảm ơn các quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình vào trong diễn đàn của ngày hôm nay. Bye bye các quý vị. Tôi nghe tiếng anh hát giữa Sài Gòn, anh em ơi đứng lên đáp lời sông núi. Tôi nghe như bài quốc ca tôi hát vừa nào, này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi đi, đồng lòng cùng hy sinh, vì tương lai quốc dân cùng sống pha khói tên. Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Tôi trông thấy em đứng giữa Hà Nội, tay em nắm cao đáp lời sông núi. Tôi nghe như hồn thiêng núi sông thôi thúc trong diên hồng, cho tôi hát vang lời cung ca rộn ràng. Thủ tướng lấy máu đào lên bao, dù cho thấy vơi trên thương đau, nói giống lúc biên phải cần giải nguy. Người công dân ơi máu hiến thân dưới cờ, này công dân ơi mau đứng lên đáp lời sông núi. Này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem bao. Này công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh, nghìn năm dòng sông La Thơm. Tôi nghe tiếng anh hát giữa Sài Gòn, anh em ơi đứng lên đáp lời sông núi. Tôi nghe như bài quốc ca tôi hát vừa nào, này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi đi, đồng lòng cùng hy sinh, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên. Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Tôi trông thấy em đứng giữa Hà Nội, tay em nắm cao đáp lời sông núi. Tôi nghe như hồn thiêng núi sông thôi thúc trong diên hồng, cho tôi hát vang lời quốc ca rộn ràng. Thủ nước lấy máu đào
ngoài dốc dục biên phải cần giải nghi. Người công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ. Này công dân ơi, mau đứng lên đáp lời sông núi. Đáp lời sông núi. Này công dân ơi, mau đứng lên lấy máu đào đem báo. Máu đào đem báo. Này công dân ơi, mau đứng lên làm cho xứng danh. Nghìn năm dòng sông lạc hồng, dòng sông lạc hồng. Này công dân ơi, mau đứng lên đáp lời sông núi. Đáp lời sông núi. Này công dân ơi, mau đứng lên lấy máu đào đem báo. Máu đào đem báo. Này công dân ơi, mau đứng lên làm cho xứng danh. Nghìn năm dòng sông lạc hồng.